Rồi sẽ hướng dẫn các em cấu hình phần NAT của web page. NAT static 23.162.1 server web địa chỉ 10.1.1.2. NAT ra địa chỉ là 23.162.1.2.180. Server DNS NAT ra là 23.162.2.2.53 chắc chắn là UDP rồi, thằng này 80 là TCP. Cái đám này chạy NAT overload trên Auto 7, đó 8 chạy NAT overload trên Auto 7. Rồi bài này bước 1 em phải định tuyến nha, thường đặt địa chỉ IP đã nhá. Đặt địa chỉ IP. Bảy chấm hai đúng không? 52. Ok. Trên router R4 phát 0/1 là 47.1. Chúng ta tập trung đây. Interface phát 0/0. Chấm 10 đúng không? Ok, chấm 2. Con này đầu là chấm 2 đúng không? Mỗi 147 là chấm 1 thôi. Còn tất cả là chấm 2. Thì trên con này là 14.1 thì mình sẽ 30 chiều 2 địa chỉ thôi. Ok. Chúng ta tập trung đây anh làm. Treo tôi là 2 ở IP ạ. Interface S0/3.0 nó sắt. Rồi interface phát 0/0. Interface S0/3.1. Hai 5.1 đúng không? Phải đặt luôn là phát 0/0 ổn 3.1.25.2. Hai 55 đúng không? Chỗ 255. Ok. Check lại đúng rồi nhá, S0/3.1 là 12.2 phát 0/1 là 25.1. Thằng này phát 0/0 là 25.2, đúng không? S0/3.1 là 23.mấy? 23.2 thì S0/3.1 bên này là 23.3 đúng không?
36.1. Ok, interface E1 sẽ không. Ok. Các bạn lưu ý ra thì đây, đặt IP rất cẩn thận, kéo đầm ra cứ chấm 1, chấm 2 mà hai bên cùng trùng là lỗi đấy nhá. Bên kia là bây giờ là FFAT 0 trên 0 là chấm 2. Đây. Phát 0.1. Rồi thằng này 38.2 phát 0.0. Ok. À bây giờ tôi sẽ thực hiện định tuyến tĩnh trên chạy UFS trên cái con này. Đây đúng không? Router UFS. Thực ra em chỉ cần đánh như này thì tất cả các mạng 113.1.1 chạy hết UFS này. Router UFS1 network 113.1.7.1.0.0 và 0.0.255.255.2.0. Thì tất cả interface chạy UFS hết, tại cung giảm 112.1.113.1.1 mà. Con này cũng thế. Không được, bác cái sơn hỗ trợ đến đấy. Vào từ UFS1, network 13.1.1.0.0. Rồi. Rồi. À, ra kiểm tra. Show IP OFF table. Rồi thấy chưa? Bốn hàng xóm. Rồi bây giờ từ con này này. Em từ router R5 tôi không chạy định tuyến động đúng không? Tôi phải định đẩy đi em. Show IP tôi phải với IP root 0.0.0 cách 0.0.0 cộng 13.1.7.1.25.1. Để chắc chắn tôi binh 13.1.7.1.25.1 thông không? Thông à, một à thông đây gì đó. Ok. Bây giờ NAT có server ai nhá. IP NAT inside suộc static TCP 10.1.1.2 port 80 ra ngoài là 23.162. 1. mấy? 2 port bao nhiêu? 80. Interface phát 0.1 IP NAT inside đây cổng bên trong à. Phát 0.0 là outside đúng không? Rồi. Theo tư rồi đây. Được tuyệt tĩnh về tại đấy đúng không? 13.171.25.2 không gì? 1.0 trên con trên mà. Con trên mà. À, router OFF1 distribute static thêm quá subnet. Rồi. Tức là trên router này, subnet root. Cô bình định tuyến tĩnh đến cái giải 23.162.1.0 để 25.2 được không? Ok chưa? Bridge view vào thì con router này nó cũng sẽ thấy là giải 23 này.
Thấy 2x3 chưa? Ok không? Con này cũng thấy là 2x3 này. Ok chưa? Đấy. Thì bây giờ từ trên này tôi nát, nát tương tự như vậy. Ra giải 2 cho đi nó S đúng không? Hả? Đấy lệnh đi. IB nát, in sang anh. Thuộc. Phân tích. Thế nữa. UDP 10.1.1.2 bọt 53 ra ngoài 23 chấm. Rồi. Interface phát 0.1. Con này định định chủ tích ra 13.1.1.36.1 chưa? Chưa đúng không? Không được tính ra làm sao trở về được. 36 chấm mấy? Đã sao chưa? Trả về chưa? Rồi. Rồi, chiều trả về rồi. Bây giờ nó nát ra giải đấy rồi. Thì bây giờ trên con này phải định tuyệt tĩnh đến cái pool 23.162 chứ đúng không? Đúng không? Chấm 2.0 1 chấm bao nhiêu? 36 chấm mấy? Rồi đã auto từ 231 đến chỉ view giải tích. Thêm của bác sản em vào rồi ok. Rồi thấy giải 23 chưa? Ô mà chưa thấy mạng 2 à? Có mạng 2 chưa? Rồi. Thì từ trên này nhá, tôi muốn ra ngoài đúng không? Tôi phải thứ nhất là phải tạo default ra ngoài đã đúng không? Để tạo default IP root chấm 47 chấm mấy? 1 đúng không? Rồi NAT đúng không? Tạo slip 1 permit 19 bao nhiêu? Cổng bên ngoài nhá. Được chưa? Ok các bạn. Thì từ đây nhá, tôi đã nát thành công rồi. Từ PC này, tôi sẽ thử vào web nào. Nào, địa chỉ là bao nhiêu? 192.8.1.1. Đi ra là bao nhiêu? 10 làm sao mà đến được? Phải là 23.162.2.2, được chưa? Nó ra ngoài rồi mà. 10 em đặt 10 chấm nó đến làm sao là 10 chấm? Bình. Bình đến 192 phát triển. Rồi, ok rồi. Bây giờ tôi thử lúc nãy con này nó nát inside outside chưa nhỉ? Outside một cổng chưa? Rồi, tốt rồi. Bây giờ tôi vào web chưa nhá, chưa tính DNS nhá, tại vì chưa triển khai định vị DNS. Vào web này. 23.162.1.2 phải được, đúng không? Đúng không? Được. Còn lại đặt IP đâu mà được. Đặt IP đâu? Đúng không? Ok chưa? Đây và service này, web này. Chúc mừng bạn đã hoàn thành bài làm. Đúng không? Sếp. Nhất. Đây vào đây bài lại nhá chị ơi.
23 cho 16 cho 12 cũng được. À, tôi kiểm tra lại xem tại sao được nào. Kiểm tra đây có nát chưa? Rồi, em thấy rất nhiều lưu lượng qua rồi, tức là nát đã thành công rồi đúng không? Đây đây có rồi, sao phải được. Đây vào lại. Đây. 203.162.1.2 đi. Đúng rồi. Để phải được cái chứ không được nát đây có rồi mà bình đúng rồi đấy. Binh 13 chứ một đây là sâu em nát challenge lên phải có này. Thật ra nó có liệu TCB bọt 80 đến đây đúng không? Ok chưa? Nó đã đây rồi đúng không? Cái thằng này sâu em nát challenge lên này. Cái server khác nào. Ô không bình được à? Lỗi à? Đây nha, bình rồi đúng không? Rồi thì anh vào lại nha. Ai đâu? Không muốn sang sao bình được? Không chuyên một. Offset anh có đặt đâu, phát câu chuyện không có đặt đâu. Chẳng, đây còn binh được đến đây rồi mà. 3.1.1.1
25.2 mà. Thấy chưa? Từ đây này tôi đã đến đây rồi, thấy chưa? Và đến cái pool này nó có vấn đề thôi. Nát đã được, nát được rồi, thấy chưa? Nào vào vào thử vào con này xem nào, UDP à? UDP nhá, thử triển khai tạo tên miền nào. Để nó có cái xạ sao nhá. Service DNS này, on này. Tên miền là vnet.edu.vn 23.162.1.2. Ok. Nghe luôn. vnet.edu.vn. Kiểm tra bằng nát cái con này nhá. Là được, đi nét được. Em thấy chưa? Ôi rồi, sai rồi. À đúng rồi, phát công trên không mà lát đây thì nữa. I'm not inside, I'm not outside. Đúng không? Các bạn ở trên con này thấy nát rồi cơ, nó không vào server này thôi. Lỗi. Phải lỗi nhỉ, mọi người không làm được mà. Không ra này, hỏi đi nét không ra này. Một chấm không này đến 14.1 này, trời ơi. Chậm quá. Năm chấm hai. Cho anh kiểm tra xem. Phải xây tích đúng rồi, có nát chứ nhỉ. I'm not inside sụp tây tích 10.1 chỗ này bọt 80. Đúng rồi. Chuẩn lắm. Vậy anh thử xếp anh bật lại lên thôi nhá. Cái này không còn lưu. Rồi. Bài lại cho. Để treo á. Đi. Có. Cho tí chạy qua web. Ừ.
Rồi lại nào. Không thể được nhỉ. Trên này rõ ràng có bảng nát rồi mà. Đây có rồi. Đây là NAT này đúng đấy em ạ. TCP này 1.2 và 10.1.2 local là 47 này vào nó phải trả nó về chứ nhỉ. Em của em đấy vào được à? Hả? Cũng vào vào để chạy. Còn địa chỉ rồi thì phải chỉ được con phải chưa NAT, NAT thế NAT thì nữa. Vào bằng 2x3 này là được rồi. Đây được rồi đấy. Đây rồi, nó lỗi thôi chứ còn NAT thì đúng rồi, đây là 2. Chậm 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 bị treo. 2x3.162. Nó bị treo ấy, được chưa? Hơi lâu. Rồi nhá, phải nào ta làm lại cái quan trọng nhất cái phần định tuyến ấy nhá.